Trường và Hà Mai Ca. Và tôi cũng tin rằng là trong thời gian tới, với cái sự đồng tâm, quyết tâm của tất cả mọi người cùng chung tay và phát triển VN trong thời gian vừa rồi, thì tôi nghĩ là sau 5 năm nữa, chúng ta có lẽ là sẽ phải phát triển gấp 3, gấp 4, 5 lần như thế này. Chứ không thể là 5 năm chúng ta một cái chặng đường như thế này. Tôi tin rằng 5 năm sau chúng ta phải đi một cái chặng đường nhanh hơn, xa hơn và chắc chắn là phải cao hơn. Thì cái đó chắc chắn là phụ thuộc vào tất cả mọi người chúng ta ở đây rất là nhiều. Thì nhân buổi ngày hôm nay thì đầu tiên tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người có mặt buổi ngày hôm nay, toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty đã góp công góp sức và góp cái thời gian để cùng đồng hành cùng phát triển công ty. Và cảm ơn tất cả những người bạn, người thân của gia đình đã có mặt để chia vui cùng công ty. Và một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người có một buổi tối rất là vui vẻ.